12 loại chúng sinh. Kinh văn: dựa theo những tướng điên đảo xoay vần đó, nên trong thế giới có các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. Giảng giải: dựa theo những tướng điên đảo xoay vần đó, tác động qua lại của sáu trần và 12 loại chúng sinh nên hình thành những điên đảo, nên trong thế giới có các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, đấy là bốn loại sinh, có bốn điều kiện, duyên, cần thiết để sinh từ trứng, noãn sinh. 1. Cha. 2. Mẹ. 3. Nghiệp căn. 4. Hơi ấm. Có ba điều kiện để thai sinh: 1. Cha. 2. Mẹ. 3. Nghiệp căn. Có hai điều kiện cần thiết của thấp sinh: 1. Nghiệp căn. 2. Khí ẩm thấp. Về hóa sinh thì chỉ cần một điều kiện, đó là nghiệp căn. Tùy vào nghiệp thức, các chúng sinh hóa sinh theo ý muốn, họ có thể biến hiện cõi này, cõi nọ. Bốn loại chúng sinh: hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc. Các loại chúng sinh này không phải là có sắc, cũng không phải là không có sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. Đấy không phải là có tưởng, hoặc không có tưởng. Đấy là 12 loại chúng sinh. Vì thời gian có hạn nên không thể giảng rộng, tôi chỉ nêu đại ý như vậy. Kinh văn: A Nan, do vì thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động, nên hòa hợp với khí, thành ra 84.000 loạn tưởng bay lặn. Vì vậy, nên có mầm trứng trôi lăn trong các cõi nước, như cá, chim, rùa, rắn, rất nhiều các loại. Giảng giải: A Nan, do vì thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động, chúng ta đã biết vọng khởi không phải là chân tánh, và từ vô minh hữu hiện cả tam tế lục thô, thành ra hư vọng nối tiếp nhau trong vòng luân hồi bất tuyệt. Nghiệp là do động, và từ động sinh ra điên đảo, nên hòa hợp với khí, thành ra 84.000 loạn tưởng bay lặn. Khí là tạo tác của nghiệp. Tưởng bay chỉ chung các loài chim khác, tưởng lặn chỉ loài bò sát lưỡng cư. Vì vậy, do các tưởng nên có mầm trứng. Mầm trong tiếng Sanskrit là Kalala, có nghĩa là chất nhầy, kết tụ. Đấy là sự hòa hợp tính huyết của giống đực và giống cái trong tuần đầu phát triển. Sinh từ trứng là do tưởng và bốn điều kiện như đã nói qua. Những mầm ấy trôi lăn trong các cõi nước như cá, chim, rùa, rắn. Chúng có rất nhiều và ở khắp nơi. Cá lội trong nước, chim bay trên không và ếch nhái là loài lưỡng cư, sống được trên cạn, dưới nước. Các loài bò sát khác như rắn, rùa, rất nhiều các loại trên mặt đất. Kinh văn: nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục, nên hòa hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Như vậy, nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước. Người, súc, rồng, tiên, rất nhiều các loại. Giảng giải: đoạn này bàn về thai sinh. Thai sinh là do lòng dục, sự ái dục và giao tình sẽ làm thành bào thai. Loài người, thú, rồng và tiên đều sinh theo cách này. Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục. Tạp nhiễm là bất tịnh, không trong sạch, hỗn tạp. Luân hồi là tái sinh trong sáu nẻo, hoặc trong vòng tái sinh làm người, súc vật, rồng, tiên, đều do dục tưởng và ham muốn thành điên đảo. Điên đảo là hành vi trái luật, hoặc không theo đúng pháp. Chính vì lòng dục
nên hòa hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Tư là kích thích, là tạo nghiệp, là hành động do ham muốn. Như vậy nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước như người, súc, rồng, tiên, rất nhiều các loại. Sinh từ thai, đó là động vật có vú, hình thành do dục và ba điều kiện: cha, mẹ và nghiệp nhân. Bọc thai, tiếng Sanskrit là Abuda, là bọc trứng bắt đầu phát triển từ tuần lễ thứ hai. Các loài người, thú, rồng, tiên có nhiều các nơi trên mặt đất. Kinh văn: nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi, điên đảo về thú, nên hòa hợp với noãn, thành ra 84.000 loạn tưởng nghi ngữ. Vì vậy, nên có tế thi thấp sinh, trôi lăn trong cõi nước, nhung nhúc quậy động, rất nhiều các loại. Giảng giải: đoạn này bàn về thấp sinh. Sinh từ nơi ẩm thấp là do hơi ẩm và hai điều kiện: nghiệp cá nhân và khí ẩm. Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi, điên đảo về thú. Chấp trước là nắm giữ và không thể thay đổi. Do chấp trước nên phải chịu tái sinh trong vòng luân hồi. Thú là ý hướng, khuynh hướng về một điều gì đó nên hòa hợp với noãn, thành ra 84.000 loạn tưởng nghi ngữ. Noãn, khí ẩm là tạo tác của nghiệp, nghiêng, dao động, không vững. Ngửa là đảo ngược lại. Vậy nên có tế thi thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhung nhúc quậy động, rất nhiều các loại. Tế thi tiếng Sanskrit gọi là Peshi, là loài thân mềm, chỉ các loài sinh từ nơi ẩm thấp. Thấp sinh chỉ các loài động vật nhỏ sinh ra từ nơi ẩm thấp như côn trùng, ruồi, muỗi. Chúng ở khắp nơi trên mặt đất. Thường chúng ta không để ý, nhưng thực sự cả 12 loại đều liên quan nhau. Con người cũng liên quan đến các loài như vậy. Kinh văn: nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, nên hòa hợp với súc, thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ. Vậy nên có yết nam, hóa sinh, trôi lăn trong các cõi nước, chuyển thoái, phi hành, các loài rất nhiều. Giảng giải: đoạn này bàn về hóa sinh, điều kiện chỉ là nghiệp của tự thể. Do nghiệp thức nên ưa thích mới, nhàm chán cũ và liền được hóa sinh. Chẳng hạn, vài loại chuột có thể hóa sinh thành dơi, và loài chim chuyển sinh thành cá, hoặc loài lưỡng cư, hoặc sâu bướm chuyển thành bướm. Sự thay đổi và chuyển hóa này đều do tưởng điên đảo hình thành. Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, đấy là sự vay mượn tới lui, đổi thay và chuyển hóa của các sinh vật, nên hòa hợp với súc, thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ. Có vài loại sinh vật nhàm chán những gì cũ kỹ, chúng ham muốn có điều gì đó mới lạ hơn. Chẳng hạn, chim biến bay, muốn chuyển thành loài lưỡng cư như ếch chẳng hạn. Các loài sâu bướm, ấu trùng, dòi, chán việc trường, bò, muốn đổi thành côn trùng như bướm chẳng hạn. Vài loài chuột đã chán thân chuột, muốn biến đổi thành dơi. Những ví dụ ấy đều chỉ sự hóa sinh. Vậy nên có yết nam hóa sinh trôi lăn trong các cõi nước. Yết nam tiếng Sanskrit gọi là Grahana, có nghĩa là thịt rắn chắc. Đây là trường hợp biến hình của động vật, là loại chuyển biến thoái hóa. Các loài hóa sinh này có khắp thế giới, chuyển thoái phi hành các loài rất nhiều. Các sinh vật bò trường chuyển biến thành chim chóc, hoặc loài chim chuyển thành loài bơi lội. Sự chuyển hóa giữa các loài có rất nhiều. Kinh văn: nhân trong thế giới
có lưu ngại luân hồi, điên đảo về chướng, nên hòa hợp với trước, thành ra 84.000 loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy, nên có yết nam, sắc tướng trôi lăn trong cõi nước, hưu cửu, tinh minh, các loại rất nhiều. Giảng giải. Đoạn này bàn về hữu sắc. Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi, điên đảo về chướng. Ngại là ngăn cản, gây chướng ngại. Có nhiều sắc, chướng ngại đang xen nhau, nên hòa hợp với trước, thành ra 84.000 loạn tưởng tinh diệu. Trước là tạo nghiệp, do chấp trước nên làm khuất đi ánh sáng chân tâm. Vì vậy, nên có yết nam sắc tướng trôi lăn trong cõi nước. Đây là loại phát sáng như mặt trời, mặt trăng. Loại mang điềm lành gọi là hưu, có điểm dữ gọi là cửu. Ở động vật phát sáng thì như đom đóm, các loại như vậy có rất nhiều. Kinh văn. Nhân trong thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về hoặc, nên hòa hợp với ám, thành ra 84.000 loạn tưởng thầm ẩn. Vậy nên có yết nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước, không tán tiêu trầm, các loại rất nhiều. Giảng giải. Đoạn này bàn về các chúng vô sắc, tức là các thiên cõi vô sắc giới. Nhân trong thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về hoặc. Mặc dù tiêu và tán bao hàm sự dứt diệt, không tồn tại, chẳng còn thấy gì, nhưng ở đây vẫn có sự hiện hữu, đấy là thức và nghiệp, tức là vẫn có các chúng, đấy là sự tái sinh, hoặc là mê vọng, nó là một loại vô minh làm cho điên đảo, hoặc nên hòa hợp với ám, thành ra 84.000 loạn tưởng thầm ẩn. Nghiệp rất khó cảm nhận, và do đó nó gây ra vô số loạn tưởng. Thầm và ẩn là loại ý tưởng khó nhận biết. Vậy nên có yết nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước, chúng phát triển cùng khắp, không tán tiêu trầm, các loại rất nhiều. Không là không vô biên sắc thiên, tán là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Các chúng sinh ấy hiện hữu là do thức nghiệp, không có sắc tướng và có rất nhiều trong thế giới. Kinh văn. Nhân trong thế giới có vọng tưởng luân hồi, điên đảo về ảnh, nên hòa hợp với ức, thành ra 84.000 loạn tưởng tìm kết. Vậy nên có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ, tinh linh, các loài rất nhiều. Giảng giải. Nhân trong thế giới có vọng tưởng luân hồi, điên đảo về ảnh. Phần này bàn về các chúng sinh hữu tưởng nhưng vô sắc. Các chúng sinh ấy như là thần, quỷ, tinh linh. Do vọng chấp, ảnh tượng nên hòa hợp với ức, thành ra 84.000 loạn tưởng tìm kết. Do tiềm ẩn nên không ai hay biết. Các loạn tưởng của chúng thầm kết. Vậy nên có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ, tinh linh, các loại rất nhiều. Hữu tưởng ở đây không phải là loại tưởng của noãn sinh, mà là loại vọng tưởng tạo tác. Quỷ và thân có loại tinh quái và loại cư xử rất đúng mực. Có một số quỷ vương thị hiện chư Bồ Tát, có quỷ vương cũng khó lường. Tinh linh là các loài sơn thần, hải thần, thành hoàng. Các chúng có nhiều và ở khắp nơi. Kinh văn. Nhân trong thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về si, nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loạn tưởng khô cảo. Vậy nên có yết nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tinh thần hóa làm đất, cây, vàng, đá, các loại rất nhiều. Giảng giải. Nhân trong thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về si. Loại vô tưởng tuy có sắc nhưng không có tư tưởng, do đó thành ngu muội ám độn, nên hòa hợp với ngoan,
thành ra 84.000 loạn tưởng khô kẽo, ý tưởng hoàn toàn cạn kiệt. Vậy nên có ít nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tinh thần hóa làm đất, cây, vàng, đá, các loại rất nhiều. Vì tư tưởng của họ khô héo nên tinh và thần chuyển hóa thành đất, gỗ, kim loại hoặc đá. Loại này có ở nhiều nơi. Và tại sao tinh và thần lại biến thành như vậy? Ở Hồng Kông có ngọn núi gọi là Vọng Phu. Chuyện kể rằng có người đàn bà, chồng là hải quân, anh ta ra đi không bao giờ trở lại. Người vợ cứ ngày ngày dẫn con lên ngọn núi, nhìn về phía biển đợi chờ. Ngày qua ngày, tinh thần chờ đợi của người đàn bà ấy dần dần cạn kiệt và chuyển hóa, đến sau đó thì thành đá. Ngày nay, quý vị đến đó sẽ nhìn thấy hình tượng đá, một người đang đứng, phía sau có đứa bé. Bà ấy vẫn trông chờ. Hầu hết chúng ta rất khó tin rằng cái tinh thần của con người lại có thể biến thành gỗ, đá, nhưng đó là sự thật. Nó đã thực sự xảy ra, có nhiều trường hợp con người biến thành đá như vậy, hoặc nhiều sự việc xảy ra tương tự vậy. Chẳng hạn, một người có tánh rất nóng, một khi ngọn lửa tự tánh của người ấy bộc phát mạnh, thì thực chất của anh ta dễ dàng biến thành than ngay. Lửa của tự tánh rất mạnh, nó có sức nóng thật khủng khiếp, và như vậy, thực chất cũng dễ bị đốt cháy. Còn người bao gồm các yếu tố kim loại, gỗ, nước, lửa và đất. Nếu họ thường xuyên tiếp xúc và dốc hết tâm ý vào một yếu tố nào, thì họ sẽ biến thành yếu tố đó. Điều đó xảy ra là do tư tưởng cố chấp, tham trước. Khi hiện tượng ấy xảy ra, thì vật thể kia có trở lại làm người. Vâng, có đấy, nhưng không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu, chắc chắn là lâu lắm. Kinh văn: nhân trong thế giới có tương đãi luân hồi, điên đảo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm, thành ra 84.000 loạn tưởng nhân y. Vậy nên có ít nam, không phải có sắc, mà có sắc, trôi lăn trong cõi nước. Các loài thủy mẫu, dùng tôm làm mắt, các loài rất nhiều. Giảng giải: phần này bàn về các chúng phi hữu sắc. Nhân trong thế giới có tương đãi luân hồi, điên đảo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm, thành ra 84.000 loạn tưởng nhân y. Nhân y là nương tựa vào nhau. Vậy nên có ít nan, không phải có sắc, mà có sắc, trôi lăn trong cõi nước. Loài phi hữu sắc, tức vốn không có sắc, nó chỉ nhờ vào vật khác nên mới có sắc. Do đó, các loài thủy mẫu dùng tôm làm mắt, các loài rất nhiều. Loài thủy mẫu nhờ vào bọt nước làm thành thân, chúng không có mắt nên phải nhờ vào mắt của tôm. Đấy là mối tương quan ký sinh. Loài thủy mẫu này trông như những bong bóng trong nước, chúng vô sắc và có ở khắp nơi. Kinh văn: nhân trong thế giới có tướng dẫn luân hồi, điên đảo về tính, nên hòa hợp với chú, thành ra 84.000 loạn tưởng hô triệu. Vậy nên có ít nam, không phải vô sắc mà vô sắc, trôi lăn trong cõi nước, chủ trở, yếm sinh, các loài rất nhiều. Giảng giải: đây là loài phi vô sắc, chúng vốn không có sắc, chỉ dùng chủ ra hiệu. Nhân trong thế giới có tướng dẫn luân hồi, điên đảo về tính. Đấy là tác động qua lại của dự dụ hoặc, làm thành điên đảo vọng tưởng, nên hòa hợp với chú, thành ra 84.000 loạn tưởng hô triệu. Gần đây, tôi đã nói về pháp câu triệu. Pháp hô triệu này cũng có dạng như vậy. Hô là gọi tên ai đó. Thường thì mọi người không thấy gì, nhưng khi tụng niệm chú thì đối tượng sẽ hiện đến. Lúc đó chúng ta có thể thấy được.
Mặc dù chúng ta gọi đó là quỷ, thần, nhưng họ đều là một loại thần thức đặc biệt. Vậy nên có ít nam không phải vô sắc mà vô sắc, trôi lăn trong cõi nước. Quỷ, thần ở đây là loại phi vô sắc, là những thần hộ pháp. Họ dùng chú trớ, yếm sinh, các loại rất nhiều. Trong Mật giáo có nhiều loại chú này. Kinh văn: Nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về vọng, nên hòa hợp với dị, thành ra 84.000 loạn tưởng, hồi hổ. Vậy nên có yết nam, không phải có tưởng mà có tưởng, trôi lăn trong cõi nước, những giống tò vò, mượn chất khác làm thân của mình, các loại rất nhiều. Giảng giải: Nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về vọng, nên hòa hợp với dị, thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hổ. Cả hai có khác, nhưng sự biến hình thì như nhau. 84.000 là số nhiều, dùng để chỉ trong mỗi loại. Thực ra trong từng loại còn có rất nhiều loại khác, số lượng không thể tính được. Vậy nên có yết nam, không phải có tưởng mà có tưởng, trôi lăn trong cõi nước. Lúc đầu, những sinh vật này chưa nhận thức mình sẽ hình thành loại nào, nhưng trải qua tiến trình nghĩ tưởng, nó mới hình thành hiện thể. Đó là những giống tò vò, mượn chất khác, làm thân của mình, các loại rất nhiều. Tò vò, tiếng Sanskrit gọi là Varata, là một loại ong bắp cày. Ong này bắt lấy sâu bướm và chuyển chúng thành con mình. Nó đưa con sâu bướm về tổ, đoạn tụng chú trong 7 ngày: Hãy như ta, hãy như ta. Sau đó nó dời đi chỗ khác. Người ta gọi các chúng ấy là không có tưởng, phi hữu tưởng. Vì lúc đầu sâu bướm không nghĩ là mình biến thành con tò vò. Kinh thi có câu: Sâu bướm có con, tò vò mang nợ. Kinh văn: Nhân trong thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về xác, nên hòa hợp với quái, thành ra 84.000 nghĩ tưởng, ăn thịt cha mẹ. Vậy nên yết nam không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn trong cõi nước, như con thổ kiêu ấp khối đất làm con, và chim phá kính ấp quả cây độc làm con. Còn lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loại rất nhiều. Giảng giải: Đây là loại phi vô tưởng trong 12 loại chúng sinh. Chúng có tư tưởng nhưng không thường chính. Nhân trong thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về xác. Ông hại tôi hại ông. Ông giết tôi giết ông. Ông ghét tôi ghét ông. Nên hòa hợp với quái, thành ra 84.000 nghĩ tưởng ăn thịt cha mẹ. Khi oán hận đầy dẫy thì kết thành thân nghiệp điên đảo. Vậy nên yết nam không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn trong cõi nước. Chúng xuất hiện như con thổ kiêu ấp khối đất làm con. Ở Trung Quốc, chim thổ kiêu còn gọi là chim ưng đầu mèo hoặc chim bất hiếu. Loại chim này không đẻ trứng mà nó ôm ấp khối đất làm con. Có điều khi các con thổ kiêu đầy lòng oán hận lớn lên, chúng sẽ ăn thịt cha mẹ. Và chim phá kính ấp quả cây độc làm con. Phá kính là tên loài thú ở Trung Quốc, trông giống con sói nhưng nhỏ hơn. Loại thú này không sinh sản, nó chỉ ôm ấp quả độc làm con. Còn lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loại rất nhiều. Phá kính cũng là loài thú bất hiếu. Chim có thể là do dịch sai, các loại ấy có ở nhiều nơi. Kinh văn: Đấy gọi là 12 loại chúng sinh. Giảng giải: Phía trên đã giảng về 12 chủng loại chúng sinh.